không quên kính chúc các buổi lễ đăng quang tình yêu của chú rể Văn Thống và cô dâu Kim Tuyến trong ngày hôm nay tăng 5 tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Xin được cảm ơn những vị khách tuyệt vời của gia đình trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và ngay từ bây giờ thì chắc hẳn là toàn thể quý vị anh chị cũng như là hai bên gia đình cũng đã sẵn sàng rồi. Chúng tôi xin mời toàn thể quý vị anh chị chúng ta sẽ hướng ánh nhìn của mình về cánh cổng hoa, nơi bắt đầu của sảnh tiệc đến từ trung tâm dịch vụ Gia Chánh Kỳ Tiên. Ở đó chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai nhân vật chính trong buổi tiệc cưới buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trông họ rất chi là quen và rất chi là xa lạ, bởi vì trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng đã khá rành tên và biết mặt, dành cho họ biết bao nhiêu là tấm tình cảm mến thương. Nhưng mà ngày hôm nay họ là, bởi vì lần đầu tiên họ được xưng danh gọi là vợ, là chồng, là phu thê đá vàng trọn nghĩa vẹn tình. Và xin mời toàn thể quý vị anh chị chúng ta sẽ một lần nữa cùng hướng ánh nhìn của mình về cánh cổng hoa. Chúng ta sẽ cùng lấp đầy khán phòng hạnh phúc trong ngày hôm nay và dành một tràng vỗ tay đầu tiên thật lớn và thật đông nhiệt đến quý vị ạ. Chúng ta sẽ cùng nâng bước tân lang gia nhân. Xin chào đón sự ra mắt của hai nhân vật chính, chú rể Văn Thống và cô dâu Kim Tuyến. Xin một tràng vỗ tay thật lớn quý vị. Thưa quý vị, đôi bạn đời chúng ta đang tay trong tay, vai kể vai, hai mái đầu xanh ta lại khoác về bên nhau. Thưa quý vị, phải chăng là đôi ta thì như thuở con tằm, cùng ăn một lá và cùng nằm một năm. Đôi ta như thuở con ong, con cuốn con quýt, con trong con ngoài. Tình yêu hạnh phúc của cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay, chúng tôi xin được nói là với những bước đi đầu tiên của cuộc sống hôn nhân. Do biết rằng ở trên con đường của hạnh phúc còn nhiều thử thách, nhưng mà hai ta có tình yêu, hai ta lại càng vững tin để tiến bước. Thêm một tràng vỗ tay thật lớn quý vị cùng dành cho Tất Lan và gia nhân ạ. Thưa quý vị, và ngay từ bây giờ toàn thể quý vị anh chị chúng ta đang trở về sân khấu gặp gỡ hai nhân vật chính, chú rể Văn Thống và cô dâu xinh đẹp Kim Tuyến. Kính thưa quý vị, và để có được một ngày vui hạnh phúc trọn vẹn cả một đời người, cô dâu và chú rể chúng ta cũng đã đạt được những kết quả mỹ mãn nhất của cuộc sống. Nhưng mà người ta cũng đã từng nói là cây thì có cội, nước phải có nguồn, con người chúng ta phải có tổ tiên ông bà cha mẹ hai bên gia đình. Kính thưa quý vị, cha mẹ đó chính là một bến đậu, một mái ấm gia đình, một bước chân để chúng con tìm về ngày vui hạnh phúc đăng quang tình yêu của chú rể Văn Thống và cô dâu Kim Tuyến. Ngay từ bây giờ thì chúng tôi xin được kính mời và giới thiệu đến toàn thể quý vị những vị đại diện đến từ hai bên gia đình, những đấng sinh thành của đôi tân lang gia nhân trong ngày hôm nay. Và đầu tiên chúng tôi xin được chào đón quý quan viên của họ nhà trai, đại gia đình chủ hôn. Sự có mặt của quý ông Trần Văn Mão và quý bà Nguyễn Thị Công là những đấng sinh thành của chú rể Văn Thống, vị đại diện của quý quan viên họ nhà trai. Chúng tôi xin được nói lời chào đón sự hiện diện của bác Hương. Xin được chào đón ạ. Và trở về chung vui với quý quan viên của họ nhà trai trong ngày hôm nay, chúng tôi xin được chào đón quý đại gia đình sư gia trở về từ Hóc Môn của thành phố Hồ Chí Minh. Sự có mặt tâm tư tình cảm của quý ông Văn Công Trứ và quý bà Nguyễn Thị Bạch. Xin được hân hạnh chào đón ạ. Kính thưa quý vị, và chúng ta đang chào đón trở về sân khấu với một bức tranh thật là tuyệt đẹp trong ngày hôm nay. Đó là bức tranh cao cả của tình yêu hạnh phúc và lứa đôi. Chúng tôi xin được tiện giới thiệu sự hiện diện trở về từ thôn Ba, xã Ekali, huyện Cờ Bách, tỉnh Đắk Lắc. Đứng bên phía chú rể đó là quý ông Trần Văn Mão và quý bà Nguyễn Thị Công, những đấng sinh thành của chú rể Văn Thống, và vị đại diện đó là bác Khương. Và đến từ phía cô dâu Kim Tuyến trở về từ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin được đón nhận sự có mặt của quý ông Văn Công Trứ và quý bà Nguyễn Thị Bạch. Một lần nữa xin mời toàn thể quý vị anh chị, chúng ta sẽ hướng ánh nhìn của mình về sân khấu, chào đón quý quan viên của hai bên gia đình tân lang gia nhân. Chúng tôi xin một tràng vỗ tay thật lớn cho quý vị ơi ạ. Thưa quý vị, ngay từ bây giờ thì chúng tôi xin được kính mời toàn thể quý vị anh chị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một vị đại diện đến từ hai bên gia đình sẽ có đôi lời tuyên hôn, những lời chúc mừng hạnh phúc trong năm gửi gắm đến cho tình yêu hạnh phúc của hai con, và đặc biệt là những lời cảm ơn chân thành sẽ gửi gắm đến toàn thể quý vị quan khách gần xa cũng đã dành lại những chút thời gian quý báu của mình trở về đây chung vui. Chúng tôi xin được chào đón lời thưa chuyện phát biểu của bác Hương, vị đại diện đến từ hai bên gia đình sẽ có đôi lời tuyên hôn ngay từ giây phút này. Kính thưa quý ông quý bà, quý anh, quý chị, cô chú cùng các bạn nam nữ thanh niên cần xa. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự tìm hiểu và nhất trí của hai cháu, sự giúp đỡ và tác động phối hợp của hai gia đình, nhất trí của chính quyền địa phương. Hôm nay chúng tôi tổ chức ngày lễ vu quy cho hai cháu. Tôi được phép thay mặt cho họ nhà trai xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân tình nhất. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn và chúc cô trưởng một buổi tiệc thật vui vẻ. Xin cảm ơn tấm tình cảm của những vị đại diện đến từ hai bên gia đình với những lời phát biểu ngắn gọn và đầy đủ xúc tích trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đúng là khi con đi đã được cô bác anh chị dặn dò, mong sao thuyền cho vững lái, gió to thì mặc lòng, mặc cho bão táp mưa rông, chim bưng tung cánh, chim lồng hót vang, sắc son chung một lời nguyện, vợ chồng sớm tối ta đi về lại có nhau. Và để minh chứng tình yêu hạnh phúc đầu đời, chúng tôi xin được chào đón tân lan gia nhân, hai con tim hòa chung một nhịp đập, hai thở hòa quyện vào nhau, sẽ cùng tiến lại những tầng tháp bánh cưới ngọt ngào với những vòng tròn bất tận không có điểm dừng đến từ trung tâm dịch vụ tiệc cưới Gia Chánh Thủy Tiên. Đôi bạn chúng ta sẽ cùng chung chi niềm vui và sẽ thưởng thức những hương vị ngọt ngào đầu tiên trong ngày cưới, ngày hạnh phúc của đôi bên hương. Xin được kính mời. Của cô dâu Kim Tuyến trong ngày hôm nay. Hai nỗi sầu cùng cho nhau biết bao lần yêu. Kính thưa quý vị và xin được kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ nâng cao hai ly rượu của mình và đứng bên phía chính giữa của hai bên gia đình uống chéo tay lên để hồng cao bầu đời. xin được kính mời toàn thể quý vị quan